Hello anh em, đây là một cái trận đấu ở trong cái giải lựa chọn đi những người chơi xuất sắc nhất của khu vực Trung Quốc. Và cái đây là một cái bảng đấu của vòng thi đấu bán kết rồi, thế nên đây là đều là những cái gương mặt cực kỳ là xuất sắc của máy chủ Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng đi vào một cái trận, đây là mình đang xem trực tiếp nha anh em nhé. Trận đấu này là một trận đấu trực tiếp chứ không không phải là một trận đấu replay lại. Mình đang reaction trực tiếp. Có một cái thông tin rất vui cho máy chủ Việt Nam. Vào dạng sáng nay thì Riot Games đã thông báo chính thức rằng Gaena đã mất quyền kiểm soát Liên minh Huyền Thoại, và Liên minh Huyền Thoại đã được chuyển giao cho Vinagame. Điều đó đồng nghĩa với việc là anh em cộng đồng game thủ cờ cũng như cộng đồng đấu trường chân lý nói chung thì sẽ có cơ hội được tham gia vào giải đấu đấu trường chân lý vào mùa tiếp theo ở trong năm 2021. Khởi đầu với trận đấu này là một cái lõi kim cương để xem là những người chơi sẽ chọn gì. Có một nhà có lõi ấn kim long này, một nhà đã chọn kim long rồi, Lilu có kim long làm nóng, một người chọn lối đi riêng, một người chọn xạ tiễn, một người chọn thêm chết, và đây là Huyền Mây. Huyền Mây sẽ chọn cho mình một cái lõi gì đây, quyết định roll lõi ở lõi đầu tiên và chọn cho mình một cái lõi thêm chest. Có vẻ như là cái lõi đầu tiên kim cương này cực kỳ quan trọng với tất cả những player ở trong trận đấu này, nên là mọi người lựa chọn lõi kim cương cực kỳ kỹ, và Huyền Mây thì đã đổi lõi ở ngay lượt lựa chọn lõi đầu tiên. Có lối đi riêng, có xạ tiễn, có lắp kính nhắm, có làm nóng, có sát thủ và có cả kim long, một trận đấu cực kỳ mãn nhãn đây. Mình nghĩ là như vậy. Đây là máy của người chơi Huyền Mây, một người chơi rất cứng tay đến từ khu vực Trung Quốc. Anh ta đã có hai mùa, hai hay ba mùa gì đó vào đến trận chung kết, và có một mùa đã lên ngôi vô địch và một mùa thì được giải nhì. Hai mùa gần nhất của chung kết thế giới đấu trường chân lý thì Huyền Mây đều lọt được vào đến trận chung kết, và một mùa thì anh ta vô địch, còn một mùa thì anh ta được giải nhì. Đây là người chơi Lilu, cũng là một người chơi khá là xuất sắc của máy chủ Trung Quốc. Lilu có cho mình một cái ấn sát thủ và có một con Rengar từ cái ấn sát thủ này. Sẽ là một cái tinh hoa bạo long thôi. Đồ là khá đẹp đến từ vị trí của Lilu. Có thể là một cái ba tia và một cái bàn tay dành cho Lilu. Đây là người chơi lối đi riêng, tên là Husin. Anh chàng này thì có cho mình một con Zac 2 sao và một con EZ 2 sao. Lối đi riêng ở phiên bản này thì được buff khá là mạnh. Đến nên là nếu mà anh em có thể nhận được cái lõi lối đi riêng đầu game thì có thể pick cái lõi này. Cuối cùng thì sau hơn 3 năm chờ đợi thì đấu trường chân lý Việt Nam đã có thể có cơ hội được tham gia vào những cái giải đấu của Riot Games, và mình rất là mong chờ năm 2023 thì những cái cờ thủ của Việt Nam sẽ có cơ hội được cạnh tranh với những cái người chơi xuất sắc nhất từ tất cả những cái khu vực khác trên thế giới. Đây là người chơi LWG. Anh chàng này thì vừa mới giành top 1 ở trận đấu vừa rồi, và trận đấu này thì anh ta khởi đầu với một ấn xạ tiễn và một cái cuồng đao cho Zhone. Sẽ là một bộ bài Zhone xạ tiễn thôi. Ở giai đoạn đầu trận thì anh ta sẽ kẹp cho mình là ba thượng long để có thể hack tiền, cũng như là kẹp được con Varus. Lilu thì vừa phải nhận một trận thua một con rồi. Không biết là trước đối thủ nào. Quyết định là lên cho mình con Sejuani 2 sao. Đây là người chơi Sung Ye. Here we go thì có cho mình một cái lắp kính nhắm 3, lắp kính nhắm kim cương thì cũng sẽ là một bài chơi Zhone thôi. Và anh ta đang kẹp cho mình 3 thượng long để hack tiền ở giai đoạn đầu trận. Here we go, một cái tên rất hay. Cái tên Here we go này làm cho mình liên tưởng đến người em Bonzi của mình. Bonzi thì rất hay có cái gọi là cái câu cửa miệng đó là Here we go. Và nếu mà anh em nào mà muốn theo dõi cái giải đấu chung kết thế giới TFT diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 vào lúc khoảng tầm 17 đến 17 giờ 30 theo giờ Việt Nam thì có thể theo dõi ở kênh của mình cũng như là kênh của Bonzi. Thì mình đã bàn với Bonzi rồi, hai anh em sẽ cố gắng theo dõi cái giải đấu này ở trên kênh YouTube của mình cũng như là kênh YouTube của Bonzi, diễn ra vào ngày 18 đến ngày 20.
Và hy vọng là trong năm sau thì có thể sẽ có những cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở cái giải đấu chung kết thế giới TFT này. Đa số những người để tên ở trên thì đều là tiếng Trung Quốc, thế nên là mình rất là khó để có thể nhận biết được, mình chỉ có thể nhìn thông qua mặt thôi, mặt của những người chơi này thôi. Sudo Gudo thì là Koroan, cũng là một người chơi rất nổi tiếng. Anh ta đã từng thi đấu Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp rồi, và hiện tại thì đã nghỉ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp và chuyển sang chơi TFT chuyên nghiệp. Ở những cái quốc gia khác thuộc khu vực Riot Games thì những cái game thủ TFT cũng được gọi là những game thủ chuyên nghiệp, bởi vì ở những cái khu vực này thì họ đều có những cái giải đấu dành cho những người chơi TFT. Màn hình máy của LWG, anh chàng này có cho mình một con Zhone cầm biến xạ tiễn. Có thêm một cái ấn xạ tiễn nữa dành cho Olaf. Một bộ bài rất đẹp của LWG. Mình không rõ là anh chàng LWG này thì cái huyễn long của anh ta là huyễn long gì trong trận đấu này đây, để tí nữa thì mới biết được anh em ạ. Đối diện với LWG là một người chơi kim long, có cho mình một cái quyền năng và một cái bàn tay cho Volibear, và đồ kim long trong trận đấu này cũng rất là ngon, đó là một cái quyền trượng giả kim. Cái quyền trượng giả kim này thì là một cái đồ kim long cực kỳ imba ở giai đoạn đầu trận, bởi vì nó có cái tỷ lệ hack được 2 tiền nếu mà kết liễu một con tướng của đối phương. Và trong giao đấu vừa rồi thì anh em có thể thấy là người chơi ở phía đối diện đã hack được 4 tiền từ nhà của LWG. Đây là người chơi Lilu. Anh chàng Lilu này thì có cho mình là một cái ấn sát thủ và có vẻ như đang xem nhà của người chơi khác thì phải. Vâng, đó là một con Avelios 2 sao, đã có quỷ thư cho Lilu rồi. Bài đấu khá là tuyệt vời đến từ vị trí của Lilu. Anh chàng này có Rengar, đồ khá là ok. Có một cái ấn sát thủ để hiến tế lấy được tinh hoa bạo long. Đây là người chơi Sudo Gudo, hay còn biệt đết với biệt danh là Korowan. Anh chàng này đã từng thi đấu chuyên nghiệp ở đội tuyển Edward Gaming. Và có vẻ như Sudo Gudo thì hay là Korowan đang hướng tới cho mình, đó là một bộ bài Kai'Sa Thủy Long và Chiến binh rồng. Hu Xin thì đang có một bộ bài lối đi riêng. Tuy nhiên thì ở giai đoạn đầu trận đấu thì lối đi riêng cũng không phải là quá mạnh, nên là anh chàng này đang có một cái chuỗi rích rắc thắng thắng thua thắng thua, không có một cái chuỗi quá đẹp dành cho Hu Xin. Tuy nhiên là lượng máu là khá là ổn. Kuroan thì đang có cho mình một con Kai'Sa một sao, có cho mình bùa xanh và diệt khổng lồ. Đồ cuối cùng thì chắc chắn sẽ là một cái crit phép thôi, còn nếu mà anh ta có một cái lõi khảm bảo thạch thì có thể là một cái vô cực kiếm. Bây giờ cái combo đồ của Kai'Sa thì thường mình thấy người ta sẽ hướng tới một là bùa xanh diệt và crit phép, hoặc là Sojin diệt crit phép. Đó là những cái đồ mà quan trọng nhất dành cho Kai'Sa nếu anh em muốn đánh Kai'Sa chiến binh rồng thủy long. Đây cũng là một bộ bài slow roll khá là mạnh ở phiên bản hiện tại. Anh em hãy để ý cái cách xếp để người ta tích được số thủy long nhiều nhất, đó là chúng ta sẽ dàn hai con tanh ra ở hai hướng và để những con đam ở cùng một hướng. Thì khi mà con người đá bị kết lúc thì nó sẽ hồi máu cho những con người đá ở phía đối diện. Ui, ra được cái gậy phép. Ui, ui, mình cứ tưởng là xẻng. Nếu mà là xẻng thì rất là tuyệt vời dành cho Corwin. Có cho mình một con Zac 2 sao và một con Nasus 2 sao. Một khung bài đang rất tuyệt vời đến từ Corwin. Và đó là một con Zac. Anh em có thể thấy là cực kỳ chai hát đến từ vị trí của Corwin. Anh chàng này nhận thấy trong lobby có hai người chơi đang đánh cho mình bộ bài Zhone xạ tiễn, và anh ta ngay lập tức bắt hai con Zhone lại để cản trở cái khả năng tăng tiến sức mạnh ở round 3.2. Bởi vì thường những người chơi Zhone xạ tiễn họ sẽ roll ở round 3.2, và Sudo Gudo hay là Korowan anh ta đã ôm hai con Zhone ở phía dưới trong cái lúc mà anh ta roll con Kai'Sa. Cực kỳ là chai hát ở trong một cái trận đấu lựa chọn những người chơi xuất sắc nhất của khu vực Trung Quốc. Nhà của Here We Go, một cái tên cực kỳ hay. Anh chàng Here We Go này có cho mình một cái lõi lắp kính nhắm 3, và hình như là anh ta ôm Volibear ở phía dưới để có thể, nếu mà không ra được Zhone mà ra được một con Volibear 2 sao thì anh ta sẽ đánh Volibear với lắp kính nhắm 3 cũng được.
anh em có thể thấy là cô Roan ôm hai con Jone cực kỳ gắt, chấp nhận thọt lợi tức để ôm chăng? Không, quyết định là bán rồi và chỉ ôm một con Jone thôi. Vẫn có cho mình đó là 30 tiền. Quá tuyệt vời, có cho mình một cái lõi nguyên tố luân. Nguyên tố luân bạc là cái lõi ngon nhất có thể dành cho cô Roan rồi. Và anh ta có được cái lõi ngon nhất này. Nói nhiều thế. Lilu thì lấy cho mình một cái gì đây? Ông VNBK trong Discord à? Online chưa? Đợi tí, tôi đang đợi tí, đang cắt Thế tí thế đang mình. tất cả đang đợi rồi kìa. Đang đợi à? Đang xem trực tiếp không ơi? Có chơi không? Ông có chơi không? Bắn Thôi chung chơi đi, đi. chơi đi, chơi đi, chơi đi. Vậy thì mình lên trong Discord à? Here we go. Có một con Volibear kẹp cho mình là ba kim long. Ép tạm bởi vì chưa ra được zone. Và cái đồ kim long này là một cái đồ hack được tiền, thế nên anh ta có thể kẹp tạm cũng được. Mình chưa giả kim hack tiền có thể kẹp tạm cũng được. Ôi hack được 4 tiền luôn, rất ngon. Có thêm một cái lõi hồi phục nữa. Bây giờ chỉ cần ra zone nữa thôi là bài của Hugo sẽ cực kỳ tuyệt vời. Đây là nhà của người chơi Lilu, anh ta có cho mình là một cái lõi thêm, một cái lõi thêm kỵ sĩ, và anh ta muốn, chắc là anh ta muốn tanh bằng con Sejuani 2 cũng như là một con Rell 2 ở thời điểm này, thế nên là lấy cho mình một cái ấn kỵ sĩ, một cái mốc kỵ sĩ. Sung Nghê thì có cho mình hai con tướng 8 7 tiền cực kỳ ngon ở thời điểm này. Đó là một con đề ra và một con Aidas từ rất là sớm ở round 3.3 thôi và đã tích cho mình được 70 tiền rồi. Có vẻ như một bài đấu khá là dễ dàng dành cho Sung Nghê. Có được 5 kim long và một con đề ra cầm đồ từ rất sớm và tích được cái lượng tiền từ rất sớm như này thì chắc chắn sẽ là một bài đấu lên 9 của Sung Nghê thôi. Đã là 80 tiền rồi, cực kỳ giàu. Thậm chí sau tuần này có thể là 90 tiền. Cực kỳ giàu đến từ vị trí của Sung Ê. Lilo thì tiếp tục nhận một trận thua. Tuy nhiên là khi mà anh ta có cho mình con Swain thì câu chuyện nó sẽ khác á. Chắc chắn là như vậy. Đó là một cái gậy phép đến từ Huân Mây, một cái xẻng đến từ nhà của, một cái xẻng rất ngon dành cho cô Roan khi mà anh ta đã đánh cho mình bộ bài Kai'Sa Thủy Long Chiến binh rồng. Những người chơi khác thì đều là tiếng Trung Quốc nên là mình không nhận ra được. Anh em có thể thông cảm. Vẫn là 100 máu đến từ Sung Nghê và anh ta hack được rất nhiều tiền ở thời điểm này. Đó là một cái quyền năng chăng? Một cái quyền năng cho Swain chăng? Bài đấu của LWG thì đang rất khỏe rồi với việc là có cho mình 4 chiến binh, hai cái ấn xạ tiễn đến từ vị trí của Zone và Olaf, và có một con Zone 2 sao cũng như là một con Braum 2 sao từ ở thời điểm này thì LWG sẽ cực kỳ là khỏe. Và để xem là cái hiệu ứng Huyễn Long trong trận đấu này là gì đây. Vâng, nhà đối diện là một nhà cũng chơi zone nhưng mà mới chỉ là zone một sao thôi, và cái dàn tank của anh ta thì cũng chưa quá là cứng cáp, thế nên là mình nghĩ là sẽ là một chiến thắng dễ dàng dành cho LWG thôi. Và có vẻ như đây là một cái Huyễn Long crit hoặc là Huyễn Long chí mạng, một là Huyễn Long chí mạng, hai là Huyễn Long khảm kiếm phép, bởi vì mình không nhìn thấy quá nhiều hiệu ứng đến từ LWG. Con zone này có vẻ như là càng chém càng đau thì phải. Người chơi Kim Long thì đang mất máu dần rồi. Còn Huyên Mây thì đang muốn hướng tới cho mình một bộ bài Ngọc Long. Ngọc Long kẹp với JC. Nếu mà anh em nào không biết thì ở cái giải đấu này thì mình thấy những người chơi
top thách đấu của Trung Quốc họ thường sẽ đánh 7 ngọc long kẹp với dây si, và nếu mà lên được 8 hay lên được 9 thì sẽ kẹp thêm da xua và bạt, chứ họ sẽ không đánh ám long nữa. Và thường thì mình sẽ thấy họ đánh 7 ngọc long kẹp dây si, build đồ đam phép cho dây si và đồ đồ đam tay cho siêu du. Một cái chuỗi thắng 9 dành cho Sung Nghê với cái lượng đồ dồi dào cũng như là lượng tiền cực kỳ nhiều, thì liệu Sung Nghê có thể giữ được cái chuỗi thắng của mình trước một nhà đấu Zone Xạ Tiễn đang rất mạnh như thế này không? À, đây là Huyễn Long Thần Sứ. Mình đã thấy cái hiệu ứng thần sứ ở trên người của Leona rồi. Vâng, đó là không đủ bởi vì cái nhà Zone Xạ Tiễn ở thời điểm này là quá mạnh. Một trận thua 4 chết của Sung Nghê và mất đi cái chuỗi thắng 9 của anh ta rồi trước Rao Quái. Vâng, và Lilu đã có cho mình một con sờ quê từ rất sớm rồi. Here we go. Không còn mặt, không còn là mặt của Hugo không còn là bình tĩnh nữa rồi. Mặt hơi hầm hố một tí rồi. Cái tên Here we go là mình nhớ đến Bonzi rất là nhiều. Đây là nhà của Lilu đã có cho mình một con sờ quên rồi. Với một bộ bài Bạo Long đánh bằng tinh hoa Bạo Long. Thì mình nghĩ đây sẽ là một bộ bài top 4 của Lilu thôi, nhưng mà để mà top 1 thì sẽ cần thêm nhiều cái điều đặc biệt nữa. Vâng, đó là một cái giáp gai dành cho con sờ quên chăng. Những pha bắt tướng rất là chuẩn đến từ vị trí của Lilu. Đây là người chơi lối đi riêng. Tuy nhiên anh ta lại đép bằng con EZ kẹp với cả một con IDAT. Không quá là mạnh. Sung Nghê thì đã lên level 8 với 50 tiền rồi. Cực kỳ là giàu đến từ vị trí của Sung Nghê. Chắc chắn sẽ là một bộ bài đấu lên 9 thôi. Cô Rowan bài đang rất đẹp với việc là có biến chiến binh rồng. Ô, tại sao anh ta lại không cho cái đồ kim long vào người của con Kai'Sa nhỉ? Một cái lý do gì mà Kuron lại không cho cái đồ kim long này vào người của Kai'Sa ta? Có thể là một pha cho nhầm chăng? Bởi vì chắc chắn là với cái lượng tiền hiện tại đang có trong người của Sudokudo thì con Kai'Sa này cầm cái quyền trợ giả kim sẽ rất là mạnh. Nhưng mà cái suy nghĩ của Sudokudo hay là Kuron hay anh ta muốn là con Volibear X được nhiều tiền cho anh ta hay chăng? Mình thấy không hiểu cái quyết định này của Kuroan lắm. Chắc là có thể là một pha bỏ nhầm thôi, chứ không phải là tính toán gì đâu. Tại vì chắc chắn là con Kai'Sa cầm đồ thì sẽ ngon hơn con Volibear rồi. Đây là một cái lõi vàng, cái lõi thứ ba, lõi công nghệ thứ ba là một cái lõi vàng. Here we go có cho mình một cái sách chọn ấn. Lilu thì có cho mình đó là đế chế rồng thần để con sờ quên có thể mạnh hơn. Một cái lõi kim, một cái lõi bạn thân đến từ nhà Kim Long. Và đây là lõi của Corwin và đó là một cái lõi đấu sư dành cho Kai'Sa. Đúng là như vậy rồi, một pha bỏ nhầm tướng thôi, bỏ nhầm cái đồ quyền trợ giả kim thôi, chứ không phải là anh ta muốn cho con Volibear cầm, và đơn giản chỉ là một pha bỏ bỏ nhầm của Corwin thôi. Cạn tiền ở 4.2 hay là sẽ để lại 40 tiền đây, chưa muốn roll hết tiền. Bởi vì nếu mà roll hết tiền ở thời điểm này thì có thể sẽ không có quá nhiều thăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau. Thế nên là Kuroan phải eco ở mốc 40 tiền. Mình nghĩ rất hợp lý. Cho Kai'Sa cầm quyền trợ giả kim rồi. Đúng là như vậy. Chắc là pha vừa rồi là cho nhầm thôi. Gặp cho mình đó là một nhà Zone xạ tiễn đang rất mạnh ở thời điểm này. Anh ta đang cháy rừng rực. Kẹp được cái IDAT vào để hack tiền. Một cái chuỗi thắng 5 dành cho nhà Zone xạ tiễn ở đối diện rồi. Và chắc chắn là turn sau thì Corwin sẽ phải Odin thôi. Nhà của Lilu thì đã có cho mình một con Swain 2 sao rồi. Bài đấu cũng đang rất mạnh của Lilu. Hát Ran. Anh ta có cho mình một bộ bài Kim Long đề ra IDAT cơ bản. Cạn tiền rồi. Phải bán thôi. Mỗi thứ một con. Rất là khó chịu. Ba con 8 đến từ vị trí của Corwin. Mình nhìn khá là giống những cái pha rôn của mình. Có cho mình một con Kai'Sa 3 sao.
và một con rắc 3 sao rồi. Có nỏ xét, đồ là đẹp. Chỉ còn thiếu cho mình một cái crit phép nữa thôi là sẽ hoàn thiện đồ đến từ vị trí của cô Rowan. Và con Kai'Sa này thì đã làm nóng full rồi. Gặp cho mình một bài đấu của Huân Mây với có cho mình một con siêu du 2 sao cũng như là một con dây C2, bài đấu cũng đang rất mạnh của Huân Mây. Và một trận thua tiếp theo dành cho cô Rowan. Mà anh chàng này chỉ còn lại cho mình đó là 35 máu mà thôi. Và Huân Mây thì đang cháy. Anh em có thể thấy là những người chơi Ngọc Long ở bên Trung Quốc thì họ sẽ chơi 7 Ngọc Long kẹp với dây C và kẹp thêm bí ẩn. Bởi vì hiện tại theo mình ở cái phiên bản hiện tại thì cái con C-Fan nó không quá mạnh. Thế nên là họ sẽ không kẹp C-Fan vào và sẽ kẹp 7 Ngọc cộng với bí ẩn, nó sẽ tối ưu hơn. Anh em đây có thể là một cái để anh em cân nhắc, nếu mà anh em chơi cái bộ bài siêu du ám long thì có thể thay vào đó là một bộ bài ngọc long với 7 ngọc long đánh bằng siêu du và con dây si cầm đồ đám phép, thì mình nghĩ là sẽ ngon hơn là một bộ bài siêu du si fan cơ bản. Bởi vì mình thấy thường là những cái người chơi Trung Quốc họ sẽ tối ưu được những cái bộ bài của mình một cách tốt nhất. Mà nếu mà học chơi từ những người chơi Trung Quốc thì mình nghĩ là khá là ổn. Vâng, đó là hai cái diệt đến từ người chơi Here We Go. Here We Go thì không chịu được nhiệt và đã quyết định là đánh bằng Zone 2 lên 8 rồi. Đây là một bộ bài lối đi riêng đánh bằng 3 tiền 3 sao. Nếu mà anh em nào không biết thì ở phiên bản hiện tại thì mình thấy những người chơi Trung Quốc, kể cả những người chơi ở khu vực khác luôn, họ có một bộ bài, đó là một bộ bài lối đi riêng đánh bằng 3 tiền 3 sao. Nhưng mà nếu mà muốn đánh được bộ bài này thì ít nhất anh em phải có lối đi riêng vàng, còn lối đi riêng bạc thì hơi yếu. Đánh bằng Zeri 3, Zeri 3, Varus 3 bằng những cái con tướng 3 tiền 3 sao. Nhà của Sung Nghê thì đang có cho mình đó là 105 tiền. 105 tiền đến từ vị trí của Sung Ê. Và Lilu vừa có một trận thắng trước nhà của Sung Ê. Tuy nhiên là Sung Ê đang có 105 tiền anh em ạ. 105 tiền nó đã 4 chấm và live 8. Đây nhà của LWG, anh chàng này cũng lên cấp. Và anh em có thể thấy là những cái người chơi ở bên Trung Quốc họ xoay sở rất tốt. Nếu mà có những người chơi chơi chung thì họ sẽ xoay bài và chỉ đánh bằng zone 2 sao thôi, sau đó là up cấp và kẹp thêm hệ. Chứ họ không roll 3 sao, không có gì lý do gì mà họ phải phải liều lĩnh để roll 3 sao cả. Và họ sẽ up cấp để có thể là tối ưu nhất kẹp hệ và dãy top. Sung Nghê vẫn còn cho mình đó là 69 máu và 101 tiền ở thời điểm này. Anh ta đang bắt cho mình là hai con Patheon, mình nghĩ là chỉ là một pha ôm bài đến từ vị trí của Sung Nghê thôi để hạn chế đi sức mạnh của những cái người chơi Zone. Bởi vì những người chơi Zone này cũng rất là cần con Patheon để có thể giảm giáp ở tuyến trên cũng như là có một cái lượng tank đủ đủ đầy để Zone có thể là gây được sát thương. Một chiến thắng dễ dàng dành cho Sung Ê với việc là có cho mình hơn 100 tiền, thì có thể mình nghĩ đây sẽ là một cái trận đấu top 1 của Sung Ê. Có cho mình là một cái xẻng, không lấy xẻng. Quyền trượng rất ngon, đồ rất ngon đến từ vị trí của Sung Ê. Sẽ là một cái quyền trượng và đập cái cung đi không, hoặc là đập giọt nước đi, thì có thể là một cái diệt dành cho Sung Ê cũng là được. Và đây sẽ là một bộ bài Aurin Soul cơ bản thôi. Aurin Soul kẹp với 4 rồng, không lấy. Quyền trượng rất ngon, mình không hiểu sao lại không lấy. Giáp máu và quyền năng. Nếu mà là giáp máu quyền năng thì mình nghĩ là cái đồ vừa rồi còn ngon hơn. Quyền trượng và đập một cái mảnh đi để lấy có thể một cái diệt, và thậm chí là một cái quyền năng cũng được. Quyết định lên 9 ở round 5.1 và roll những con tướng 8 tiền. Có cho mình một đôi Sôn, một đôi Savannah rồi. Chưa vội vàng đến từ vị trí của Sung Ê. Khi nào ra được Sôn 2 thì ta thay sau, chưa có gì phải vội cả. Bởi vì thời điểm hiện tại thì con đề ra này vẫn đang rất là mạnh. Đập đồ, đập một cái cung đi. Và đó là một cái máy chiếu, một cái máy chiếu chăng? Đúng là như vậy. Ở cái giai đoạn cuối trận đấu này thì máy chiếu là ngon hơn. Thế nên là Sung Ê quyết định là lép cho mình một cái máy chiếu. Nhà của Huân Mây thì vẫn đang cháy với bộ bài Ngọc Long bí ẩn của mình.
Đó là Bảy Ngọc Long Ba Bí Ẩn với Siêu Du Cầm Đồ và Dây Si Cầm Đồ. Có lẽ là mình phải thử cái bộ bài này ở trong sòng thôi. Đó là build cho Siêu Du và Dây Si, đồ đam phép cho Dây Si và đồ bình thường vẫn là quyền năng huyết kiếm và rất là thần dành cho Siêu Du thôi. Còn Dây Si này với việc là nó có hóa hình cộng với Bảy Ngọc Long kết hợp với cả bí ẩn thì nó rất là trâu. Một trận thua của Sung Ae tuy nhiên là không có gì phải đáng lo cả, bởi vì anh chàng này hiện tại đang có hai đôi 8 tiền ở trên sân rồi. Soraka 2 sao đến từ vị trí của Sung Ae. Và đó là Sol 2 sao đến từ Sung Ae. Sẽ là thay thôi. Thay và tiếp tục là eco tiền thôi. Cần một con Tera, có vẻ như là Sung Ae đang muốn đợi Tera. Kẹp cho mình con Bạt vào cũng được. Hai cái Zeke. Nhà của LWG thì đã yếu rồi. Thời điểm này khi mà đánh chỉ bằng Zhone 2 sao thì đang rất là yếu. Đây rồi, đây là cái cuộc cạnh tranh top 8 giữa hai người chơi Zhone. Và here we go, mình nghĩ sẽ là người thua. Bởi vì bài đấu của LWG thì mình cảm giác là mạnh hơn, cái lượng tank là đủ đầy hơn, đồ đến từ hai con co cũng là nhiều hơn. Nhưng mà không ngoài dự đoán của mình thì LWG là người giành chiến thắng trước nhà của Hiêu Quy Câu. Cái tên rất là tuyệt vời, rất là hay đến từ Hiêu Quy Câu. Tuy nhiên đó là một cái top 8 dành cho Hiêu Quy Câu rồi. Khá là giống với người em Bonzi của mình. Nhà của đây, đây là bộ bài Ngọc Long Bí Ẩn. Khá là cơ bản đến từ vị trí của Vân Mây. Đây là bộ bài Kim Long Huyễn Long với đề ra ba đồ, ra xua ba đồ kẹp với một con Soraka đến từ vị trí của Hatran. Bài đấu của Hatran mình đánh giá là khá yếu. Đây là bài của Sudo Gudo hay là Korowan. Anh ta có cho mình một con Kai'Sa 3 sao, Zac 3 sao, hai con Zac cũng là 3 sao luôn, hai con tướng, ba con tướng 3 sao đến từ vị trí của Korowan. Và con Kai'Sa với ba lõi cực kỳ chiến như này thì chắc chắn là một trận đấu top cao của Korowan rồi. Có cho mình làm nóng nguyên tố luân và đấu sư. Ba lõi gần như là tuyệt vời nhất có thể dành cho Kai'Sa. Chỉ con Kai'Sa này chỉ thiếu một lõi hồi phục thôi. Tuy nhiên là với việc cái sát thương dồi dào như này thì thậm chí anh ta không cần hồi phục cũng được. Cái nguyên tố luân này giúp cho Kai'Sa ra chiêu liên tục và nó có thể xả một lượng sát thương cực kỳ nhiều. Một cái quyền năng dành cho Zac Trăng. Vừa chiến thắng một người chơi lên 9 đến từ vị trí của Corwin. Anh em có thể thấy là cái lobby của server chung thì có rất nhiều bài đấu được triển khai và tất cả những người chơi thì mình cảm giác như họ đều build được những cái bài đấu gọi là có thể là mạnh nhất có thể ở thời điểm hiện tại. Và có một cái có hai cái bài mà anh em có thể cân nhắc. Đó là bộ bài Ngọc Long và bộ bài lối đi riêng đánh bằng 3 tiền. Mình vẫn chưa được xem là cái nhà lối đi riêng đánh bằng 3 tiền thì họ đang như thế nào. Tuy nhiên là mình đánh giá khá là cao hai bộ bài này. Bộ bài Ngọc Long, Bảy Ngọc Long kẹp với Bí Ẩn và JC, đánh bằng đam của JC và Siêu Du. Cùng với đó là bộ bài lối đi riêng đánh bằng 3 tiền. Bài loại lối đi riêng đánh bằng 3 tiền cũng đang khá là cháy. À không, anh chàng này quyết định là xoay sang đánh bằng Gravet và 4 tiền bình thường rồi. Mình cứ tưởng là anh chàng này đánh 3 tiền, tuy nhiên là khi mà có một con Gravet cầm đồ thì anh chàng Husin này quyết định là xoay sang đánh bằng Gravet. Gravet, Nila, Hecarim và Varus, những cái con bài khá là quen thuộc với bộ bài lối đi riêng mà thôi. Bài của Lilu thì khó rồi, bởi vì cái bài đấu của Husin đang khá là mạnh ở thời điểm hiện tại khi mà anh chàng này có cái lượng đồ dồi dào và cực kỳ đẹp, cộng với đó là những con tướng co của anh ta thì đều đã lên 2 sao rồi, và quan trọng hơn nữa thì đây là cái lối đi riêng kim cương, thế nên là bài đấu của Husin hiện tại đang rất là mạnh. Husin đang rất là cháy, cùng với đó là Korowan. Hai người chơi đang có cái streak, một người thì có streak 6, còn một người thì có streak 4. Và không biết là cái đấu này thì Husin có gặp Korowan hay không, để trải nghiệm cái sức mạnh của Korowan xem là Korowan liệu có thắng được một bài chơi lối đi riêng đã full 2 như thế này hay không.
hai con Varus 2 sao, dàn trên cũng là 2 sao full rồi, chỉ là một con Bạt, hiện tại chỉ duy nhất Bạt là 1 sao thôi, còn lại bài là full 2 đấy, từ vị trí của Hushin. Lilu thì gặp cho mình đó là Coroan, thì mình nghĩ đây là một cái top 6 của Lilu rồi. Bài đấu Coroan hiện tại mình đang đánh giá là mạnh nhất ở trên map. Với việc Kai'Sa 3 lõi đẹp như này thì rất khó dành cho Lilu có thể là trụ vững trước con Kai'Sa quái vật này. Một cái top 6 dành cho Lilu. Mặt có vẻ là hơi buồn một chút. Người chơi Kim Long thì có lẽ sẽ phải dừng chân lại ở vị trí top 5 hay thôi mà thôi. Quân Mây. Quân Mây để thua trước nhà, trước nhà của Sung Nghê rồi. Thua trước bộ bài 8 tiền. Có thể là một cái top 4 tiếp theo dành cho Quân Mây chăng? Ở trận đấu vừa vừa rồi thì Quân Mây cũng là một cái top 4, và trong trận đấu này thì có lẽ cũng là một cái top 4 nữa mà thôi. Tại vì hiện tại thì cả ba nhà ở trên thì đều đang làm ba là rất là mạnh. Một nhà là lối đi riêng, full 2 sao, lõi đẹp, đồ đẹp. Một nhà thì là Kai'Sa, lõi siêu đẹp đến từ vị trí của Coroan. Nhà còn lại thì một nhà, đó là một nhà lên 9 và bài đã là full 2 đến từ vị trí của Sung Ê rồi. Thì theo mình đây sẽ là một bài đấu top 4 của Huyên Mây mà thôi. Khó có thể là có một cái top cao hơn dành cho Huyên Mây trong trận đấu này rồi. Sung Ê thì đã lên 9 và bài đấu đã là full 2 rồi. Bây giờ thì sẽ là eco tiền và lấy thêm đam đến từ con Audition này mà thôi. Lượng tanh là cực kỳ dồi dào với một con Aidas 3 đồ tanh. Terra cũng có đồ, Sylvana thì có cho mình một cái Zeke và một cái máy chiếu, kẹp được cả Bạt và Soraka nữa. Bài đấu này thì nếu mà thua thì chỉ có thể thua trước nhà của Coroan mà thôi. Bởi vì đó là một bài Kai'Sa cực kỳ mạnh đến từ Coroan. Hãy cùng chờ xem là Sung Ê sẽ xếp bài như thế nào. Sung Ê giấu con Audition đi, né được con Kai'Sa của Coroan. Và không biết là với cái dàn tanh cứng cáp như thế này thì liệu Coroan có thể xuyên qua được cái dàn tanh này hay không. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đang xả đạn rất là nhiều đến từ Kai'Sa. Audition đã ra chiêu dính Kai'Sa rồi. Vẫn là xả đạn liên tục đến từ vị trí của Kai'Sa. Tuy nhiên là không đủ, có vẻ như là cái lượng đam không đủ rồi. Vẫn là đủ đến từ vị trí của Coroan. Vâng, có vẻ như với cái việc là Sung Ê thiếu một đồ dành cho Audition thì Coroan vẫn đủ lượng sát thương để có thể kết liễu đi nhà của Sung Ê. Vâng, đó là một chiến thắng dành cho Huân Mây. Huân Mây vừa giành chiến thắng trước nhà lối đi riêng. Có thể là một cái top 3 chăng? Tại vì cái giao đấu tiếp theo thì Huân Mây sẽ gặp cho mình đó là nhà của Coroan, một bài đấu đang rất là mạnh. Liệu Coroan hay là Huân Mây sẽ là người giành chiến thắng? Đây đã là 6 chiến binh rồng rồi. 6 chiến binh rồng với ba con tướng 3 sao đến từ vị trí của Coroan. Lõi thì siêu đẹp, chấp nhận bỏ đấu sư để không đưa con Kai'Sa này vào một cái vị trí nguy hiểm để nó có thể xả sát thương nhiều nhất. Xếp là tuyệt vời đến từ vị trí của Coroan. Đó là một bài đấu 3 bí ẩn của Huân Mây, tuy nhiên mình nghĩ là không đủ. Tại vì con Kai'Sa này hiện tại cái lượng sát thương của nó đang quá dồi dào. Và nó hiện tại nó có cho mình ba lõi quá ngon. Vâng, đó là một cái chiến thắng một chết đến từ nhà của Coroan. Và Huân Mây chắc là sẽ dừng lại vị trí top 3 thôi. Tại vì nhà còn lại thì cũng là một nhà cực kỳ mạnh đến từ vị trí của Sung Ê. Coroan đang muốn kẹp ẩn chăng? Muốn kẹp thêm bí ẩn. Bỏ Thủy Long đi để kẹp thêm bí ẩn. Tuy nhiên là mình nghĩ là Thủy Long cũng đang khá ngon. Nếu mà kẹp thì kẹp thêm 3 ẩn thôi. Thì bỏ cả ấy luôn. Bỏ cả con rắc luôn. Đảo bài đang là khá nhanh đến từ vị trí của Huân Mây. Mình nghĩ là khó. Vì nhà của Sung Ê đang quá mạnh. Với cái dàn tanh quá cứng. Cộng với việc là con Aurison này nó có một cái đồ quyền trợ giả kim, với việc là Sung đang có cho mình hơn 80 tiền thì cái lượng sát thương của nó cũng là đủ thôi. Hiện tại con Aurison này mới chỉ là một con Aurison 2 đồ đấy nhá anh em nhé, chưa phải là Aurison 3 đồ đâu.
Ở cái tuần đi chợ tiếp theo thì Sung Hae sẽ nhặt được một cái đồ gì đó dành cho con Orison này, và có lẽ Sung Hae sẽ kết thúc cái giải đấu, cái kết thúc cái trận đấu này với một cái trận top 1 thôi nếu mà nhặt được một đồ đam dành cho Orison. Creed phép chạy ngay về phía của Sung Hae sẽ là một cái top 1 dành cho Sung Hae thôi, mình nghĩ là như vậy. Khoan đã, nhà của Koroan nhặt được một cái lốc cũng rất là ngon. Với cái lốc này thì con Kai'Sa của Koroan có thể nhá uy hiếp được Sung Hae. Tuy nhiên mình vẫn đánh giá cao bài của Sung Hae hơn, bởi vì Sung Hae có cho mình là 80 tiền và vừa nhặt được thêm một cái crit phép cho con Orison. Một bộ bài bốn rồng cơ bản đánh bằng Orison và một bộ bài Kai'Sa Thủy Long Slow Roll với ba con tướng 3 sao. Lượng đồ của cả hai bên đều là cực kỳ mạnh. Lee Sin xếp con Lee Sin đá được con Idad đi. Kai'Sa đang zit, nhưng mà Kai'Sa hiện tại mới chỉ zit vào con Terra mà thôi, chưa zit được vào Orison. Đã giết được Terra rồi. Xếp bài là rất hay đến từ vị trí của Corwin. Anh chàng này xếp được con Kai'Sa cùng góc với cả Orison và con Lee Sin thì sút bay được con Idad của đối phương. Pha vừa rồi thì chắc chắn là một pha outplay đến từ vị trí của Corwin rồi. Sung Hae cần phải xếp khéo léo hơn để không bị con Lee Sin này đá đi. Con Idad hiện tại đang bị đá đi, khiến cho nó không thể tank được. Đang bo con Orison lại. Tuy nhiên là vẫn để con Idad bị đá thì mình nghĩ là không ngon lắm. Cần phải kê con Idad lên để con Idad không bị đá. Ok, đã né được con Kai'Sa rồi. Và Lee Sin vẫn đá con Idad đi. Tuy nhiên là ở cái pha này thì Sung Hae đã đổi được vị trí của Orison đi một cái góc khác. Và mình nghĩ là sẽ là một cái chiến thắng dành cho Sung Hae thôi. Khi mà con Orison không bị focus trước thì cái lượng sát thương của nó liệu có đủ hay không đây? Lượng sát thương là vẫn là không đủ. Với việc là có cho mình một cái nguyên tố luôn thì con Kai'Sa khi mà nó kết liễu được con Idad, nó ngay lập tức tung chiêu thêm một lần nữa và chiến thắng vẫn thuộc về Corwin mà thôi. Có lẽ mình có vẻ như mình đánh giá sai cái sức mạnh của đây. Đây là một cái khác biệt đến từ vị trí của Sung Hae. Anh chàng này đang muốn đôn một con tướng 5 tiền 3 sao. Đã có cho mình 6 con Terra rồi. 6 con Terra, 5 con Orison, 5 con Soraka. Đang muốn đôn 5 tiền 3 sao. Quyết định eco thêm tiền và chắc là sẽ Odin hai con tướng này thôi. Chỉ cần ra được 7 con Terra hoặc là 6 đến 7 con Soraka thì anh chàng Sung Hae là mình nghĩ là sẽ bán tướng đi và roll một con 5 tiền 3 sao. Đang dồn rất nhanh đến từ vị trí của Sung Hae. 6 con Orison và 6 con Terra. Đồn khá đấy. Bỏ qua Terra rồi, trời ơi. Thế thì anh chàng này quyết định là đầu tư vào con Soraka này rồi. Bán hết tướng rồi, bán hết tướng và roll rồi, không có Soraka. Không đủ rồi. Sẽ là một cái chiến thắng dành cho Corwin mà thôi. Khi mà Sung Hae quyết định là bán hết tướng vào đôn Soraka, tuy nhiên là chỉ ra được 6 con tướng Soraka mà thôi. Một chiến thắng tuyệt vời dành cho Corwin trong một cái trận đấu mà anh ta có 3 lõi gần như là tuyệt vời nhất dành cho Kai'Sa, và dôn ra được Kai'Sa 3 không phải là quá sớm. Tuy nhiên là với việc có 3 lõi quá đẹp cộng với việc là đồ quá đẹp thì đó là một cái chiến thắng xứng đáng dành cho Corwin. Và Sung Hae thì có thể là hài lòng với một trận đấu win streak bài tự ra của mình rồi. Một trận đấu top 2 mình nghĩ là khá là ok đến từ vị trí của Sung Hae rồi. Và chắc là cái clip này mình sẽ dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip tiếp theo. Đừng quên là ủng hộ mình một like cũng như một subscribe nhé. Và mọi người nếu mà anh em muốn xem chung kết thế giới TFT thì có thể là chờ đợi vào chiều chiều từ ngày 18 đến ngày 20 sẽ mình và Bonzi sẽ cố gắng cắt cái giải đấu chung kết thế giới này. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.